Thưa quý vị, bật nhạc cho vật nuôi để kích thích đẻ trứng, lấy sữa, dễ thụ thai hay là chữa bệnh có lẽ là điều không mới với những người chăn nuôi và cũng có rất nhiều người thực hiện thành công. Riêng với việc bật nhạc cho chim cút nghe thì được một hộ gia đình ở tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng 15 năm qua, chia sẻ kinh nghiệm như thế này. Khi các con vật nuôi nếu mà bị tác động từ âm thanh lớn, người lạ xuất hiện sẽ khiến cho chúng sợ và đẻ súc, chất lượng trứng không đạt. Vì thế mà âm nhạc trong các trại nuôi chim cút sẽ mang đến rất là nhiều lợi ích. Sau đây là những chia sẻ bí quyết về phương pháp này. Xin mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Trang trại nuôi chim cút này nằm ở giữa những đồi chè, cách xa khu dân cư và không lúc nào thiếu tiếng nhạc. Bà Lưu Thị Minh Tâm ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là chủ nhân của trang trại chim cút này cho biết. Bà đã bắt đầu công việc này từ năm 2002 với chỉ 2.000 con chim cút. Đến thời điểm hiện tại, số chim cút trong trại là 15.000 con. Và điều đặc biệt ở trại nuôi cút này là hầu như lúc nào cũng mở nhạc. Theo bà Tâm, mở nhạc trong khu chăn nuôi có thể giúp loại vật nuôi này ổn định, ít bị giật mình. Cái con gia cầm nó hay bị giật mình, nó hay bị stress. Cho nên là khi mà nghe nhạc suốt ấy, thì nó đồng nghĩa nó lúc nào cũng ồn vậy. Thì những cái tiếng ồn khác vào ấy không làm cho nó giật mình nữa. Mà nó giật mình thì có những con nó giật mình nhiều ấy, mạnh ấy, thì nó bị đứt cái dây của cái buồng trứng ấy, thì nó chết. Rồi có những con nó giật mình mạnh thì nó đơ ra. Đó, thì như có một thời gian nhà mình bị sét đánh á. Xay sét nó đánh qua cái khu vực này, thế nào cút mà nó bị mất thể tới 20% trong chuồng ấy. Nên từ ngày đấy là mình cho nghe nhạc, mà cũng cho nghe nhạc lâu rồi, khoảng hơn chục năm nay rồi. Hiện nay với mô hình nuôi chim cút độc đáo này, mỗi tháng mang về thu nhập cho gia đình bà Tâm khoảng 20 triệu đồng từ việc bán trứng và phân. Cũng nhờ chăm sóc đúng cách mà đàn cút của gia đình bà luôn luôn khỏe mạnh và ít dịch bệnh, chất lượng trứng cũng rất là đạt yêu cầu để cung cấp cho thị trường. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi đầu tàu mang lại hiệu quả kinh tế cao qua hàng chục năm.